Trần Quan Trang, thương hiệu hồng sâm hàng đầu tại Hàn Quốc và trên thế giới. Từ năm 1899 cho đến nay, Trần Quan Trang luôn giữ gìn tinh hoa nhân sâm Triều Tiên, luôn phát triển vì sức khỏe của người dân toàn thế giới. Trần Quan Trang luôn đảm bảo chất lượng nhân sâm 6 năm tuổi. Đây là loại sâm có khả năng hỗ trợ và điều trị các loại bệnh, được giới nghiên cứu quốc tế quan tâm và chứng nhận. Nhân sâm 6 năm tuổi là loại sâm phát huy được tối đa các tính năng ưu việt. Hàn Quốc là nơi có thổ nhưỡng lý tưởng nhất, là nơi cung cấp sâm có chất lượng tốt nhất thế giới, được công nhận là quê hương của sâm. Với sự kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, điều này càng khẳng định giá trị khác biệt của Trần Quan Trang. Chuẩn bị đất trước khi trồng sâm trong vòng 2 năm. Hệ thống trồng sâm theo hợp đồng trong 6 năm. Với quy trình quản lý nghiêm ngặt trong 8 năm, với 290 hạng mục an toàn và được tiến hành kiểm định 7 lần trong suốt quá trình từ khâu chuẩn bị trồng đến lúc thu hoạch nhân sâm. Tiêu chuẩn hoàn hảo được các chuyên gia chỉ định. Đó chính là lý do hồng sâm Trần Quan Trang luôn được thế giới tôn vinh. Nhà máy chế biến sâm có quy mô lớn nhất thế giới, nhà máy sâm Korea. Nhà máy Puyo chứa đựng nhiều giá trị lịch sử. Nhà máy Wonju đánh dấu cách mạng trong công nghệ chế biến sâm, luôn tự hào với công nghệ hiện đại phong phú. Mỗi quy trình sản xuất, chế biến đều có sự khác biệt để làm ra hồng sâm, sản phẩm tối ưu hóa mọi tinh túy của nhân sâm. Trần Quan Trang lấy uy tín để bảo hành cho sản phẩm. Mỗi củ sâm đều là công sức và sự nâng niu tỉ mỉ. Mùi vị và thành phần tinh túy nhất của nhân sâm Triều Tiên được ưu việt hóa bằng công nghệ tiên tiến nhất. Sản phẩm được sản xuất đa dạng, phục vụ cho nhiều nhu cầu khẩu vị của khách hàng. Viện Nghiên cứu Sâm Hàn Quốc, cơ quan nghiên cứu về hồng sâm đầu tiên trên thế giới. Công ty đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn của cơ quan kiểm định sâm quốc tế, có nhiều nghiên cứu về sâm được đánh giá cao. Đội ngũ nghiên cứu chuyên nghiên cứu về sâm và nguồn nước tự nhiên, đóng góp nhiều nghiên cứu khoa học về tính năng phong phú của sâm, đóng góp đăng ký bản quyền và các bài báo khoa học về sâm nhiều nhất trên thế giới, chia sẻ với quốc tế các thành quả nghiên cứu. Nguyên liệu, chế biến, nghiên cứu, Trần Quan Trang đều khẳng định vị thế trên nhiều mặt. Tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai, khẳng định vị trí là doanh nghiệp về nhân sâm hàng đầu trên thế giới. Các sản phẩm đa dạng cùng chất lượng dịch vụ, kết hợp giữa giá trị tối ưu của hồng sâm 6 năm Trần Quan Trang và xu hướng mới của con người hiện đại, mở ra xu hướng mới về văn hóa sức khỏe trong xã hội hiện đại. Mạng lưới các công ty tại Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ xuất khẩu sâm và đưa thương hiệu Trần Quan Trang ra toàn thế giới. Sản phẩm cốt lõi được cả thế giới chia sẻ, đồng thời lại phù hợp theo thị hiếu của từng thị trường các nước. Chúng tôi luôn tìm kiếm khách hàng bằng các chính sách dịch vụ tối ưu, thích ứng với thị trường và chiến dịch quảng bá sáng tạo. Chúng tôi tự hào về quá khứ, nhưng luôn nỗ lực cho tương lai. Chúng tôi đặt mục tiêu là tập đoàn cung cấp sản phẩm chức năng tổng hợp vì sức khỏe và hạnh phúc của toàn nhân loại. Trần Quan Trang.